cho các bạn có cái vỏ Thunder Magic nó bị nứt do khách hàng làm rớt, khách hàng nhờ làm lại giùm. Thì bây giờ mình không có cái vỏ thay và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để dán. Đầu tiên các bạn phải thổi sạch ha. Thổi sạch sẽ ở trong đó. Các bạn phải lau nữa các bạn. Lau sạch sẽ cái chỗ cái đường nứt á. Rồi. Rồi các bạn sẽ cho chút xíu keo dán sắt vô cái phần nứt đó mà phía dưới lên để cho nó đừng có lem ra ngoài. Rồi các bạn bóp lại chút xíu. Dùng tay bóp đó các bạn. Lau sạch sẽ ha. Rồi. Rồi ở đây á mình sẽ sử dụng lột một lớp mỏng ra. Thì cái lớp này là lớp polyester mà gạch keo sắt thì nó chảy ra giống như keo vậy. Mà các bạn lột thiệt mỏng thôi. Càng mỏng càng tốt ha các bạn ha. Rồi. Rồi các bạn thấy không? Lớp nó mỏng dính. Rồi các bạn sẽ đắp vô cái phần đó. Đắp vô phần đó. Dĩ nhiên là đừng có đắp cho nó lồi lên quá nha. Đắp lên. Rồi. Rồi các bạn cắt những cái phần dư đi. Rồi các bạn cẩn thận ha. Các bạn khi mà các bạn đắp lên cái đường nứt đó rồi á, các bạn phải coi kỹ ha. Rồi sau khi đắp lên đường nứt rồi, các bạn nhỏ keo lên đó. Nhỏ một giọt thôi. À, cái chỗ kia chưa thấm thì nhỏ thêm một giọt nữa. Rồi sau khi nhỏ rồi các bạn đợi chút xíu cho nó khô, nó chảy chảy, nó bút khối á các bạn. Rồi các bạn tém những phần thừa lại. Rồi, tém cho nó gọn lại nha. Đây là cái cách mà mình dán nhựa là nhanh nhất các bạn. Dĩ nhiên là các bạn sẽ khéo tay chút xíu để nó đừng có lem luốc, nó đừng có đội cái miếng mà các bạn dán ra. Đó, nó chảy luôn keo, chảy luôn nhựa nè các bạn. Rồi các bạn dịch chỉnh nó xíu. Rồi sau đó thì các bạn đợi nó khô nha. Đợi nó khô. Đấy. Là xong rồi, nó khô thì nó dính cứng dữ lắm.